Chào mọi người đã quay trở lại với channel Bộ Cạn Quê Tôi. Thì hôm nay mình có đi mua được 5 kg cua. Nay mình sẽ hấp cua ăn nha mọi người. Thì mình sẽ chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm khi đi chọn cua hoặc là đi mua cua biển nha mọi người. Thì cua biển thì mọi người khi mua thì mọi người nên chọn con cua, nếu mà được thì mình cứ chọn cua cái thì sẽ tốt hơn, nhưng mà thường thì nếu mà cua thịt thì rất là ít cua cái nha mọi người, đa số là cua đực. Thì mình sẽ chọn là con cua nó khỏe, nó còn sống thì nó đầy đủ càng hoặc là nó đầy đủ chân đó. Mất càng hoặc mất chân thì nó cũng mất giá trị của con cua đó. Thì cái cách mà xem con cua nó còn khỏe hay không á, thì mọi người đưa con cua lên nó vẫn còn sống, hoặc là mọi người cầm vào cái chân, mà cái chân cuối cùng á, cái chân cuối cùng mọi người cầm lên mà con cua nó đó, cái chân đó mà con cua nó dãy dụa mặn á thì con cua nó vẫn khỏe nha mọi người. Đó, cái chân đó nên nó thường gọi cái bắn cái chân đái của cái con cua đó cả nhà. Đó rồi mình sẽ đếm xem nó con cua chắc hay không. Mình sẽ đếm này đây, và mình sẽ bóp vào cái bên hông. Thường thì sẽ không có bóp vào cái yếm của nó đâu, thì bóp vào yếm thì nhiều người ta đi mua cua, cua người ta không thích mình bóp vào yếm. Mình sẽ bóp để mình kiếm một con này, mình làm chi tiết cho mọi người luôn. Đó cua này, đó dãy giụa còn khỏe đó. Sau đó mình sẽ đếm 1, 2, 3 đó, mình bóp vào ngay cái chỗ đó. Nếu mà nó cứng thì cua nó sẽ chắc nha cả nhà. Sau đó thì mình bóp vào hai bên hông cái mài ở bên trên góc đó, đó bóp vào trong bên trong đó, đó. Nếu mà nó cứng thì con cua nó sẽ chắc đó, mà nó mềm mềm là nó không, cua nó sẽ không được chắc nha mọi người. Đó là kinh nghiệm của mình khi đi mua cua biển. Thì khi xong mình luộc cua thì trước khi thì mình sẽ đâm ngay trên cái yếm của nó đó, cái chỗ đó là y như là cái miệng của nó đó, trên cái yếm một xíu mình đâm ngay đó để cho con cua nó sẽ chết, và để khi mình luộc á thì nó sẽ không có bị rụng càng rụng chân ra đó. Mình sẽ đâm ngay trên đó, ngay trên cái yếm của nó một xíu đó, mình sẽ dùng cái kéo mình đâm ngay vào chỗ đó, nó sẽ chết đó. Mình chết thì mình luộc nó sẽ còn nguyên vẹn, nó không có rụng càng với rụng chân ra nha cả nhà. Đó, mình đâm ngay trên đó, đó. Rất để khoảng chừng 30 giây là nó chết rồi cả nhà. Cứ dùng cái kéo đâm một phát ngay trên cái yếm xíu là nó chết đó. Chết thì mình sẽ gỡ dây ra thì nó sẽ không có kẹp mình. Mình sẽ gỡ dây và mình chà sạch, vệ sinh con cua nó sạch đi trước khi mình luộc. Thì nó như mấy cua thì nó ở dưới bùn nó rất là dơ đó. Đâm một phát một người đó khoảng 30 giây là nó chết thôi cả nhà. Rồi mình gỡ dây ra, mình mang đi mình vệ sinh nó nhé. Mình dùng đó. Nó cặp nha, nó cặp đẹp cũng khóc nha. Nó chết rồi, không biết sợ nó còn sống thôi. Con đã thấy con của con rồi đó. Đây. Mình chà sập nha, dùng cái bàn chải nha. Đấy, con của em đó đi. Dùng cái bàn chải đánh răng này nè. Chà sập rồi. Mấy cái bùn ở trên cái con cua này đi. Nhìn ơi, coi chừng nó kẹp. Nó chết rồi. Nè, nó rất là độc luôn. Đó. Này có một caravan nhí và một đồng đội nhí đang rửa cua nha. Đấy, sạc bo. Bỏ hết ra đi. Còn gì tự dụng chứ sao bỏ. Chà vậy thế chứ. Chà mấy cái đất rồi đây. Chà mấy góc cạnh này. Để
đừng có quay người, quay thấy con cua thôi. Chết. Cái mù nó bám vô đây. Cả sập đi nha mọi người. Cua thì nó dơ. Nó sống ở dưới bùn nên nó sẽ có hai con ở bên. Không có những cái bùn. Bùn trà nó sạch. À, trước khi mình nhớ phải giết chết nó đi nữa là hơn hết. Giết chết luôn. Đây là con của em. Nó cặp thì nó chết thôi. Dạ. Mà... con này bám bám. Ôi thôi. Yêu. Sẽ bỏ xả vô đây nha cả nhà. Nó thơm. Rồi, xếp cho. Con em lau bên. Rồi, xếp con to xuống dưới. Thôi, con to của con. To để xuống dưới hả? Để xuống dưới. Trời ơi. Con của con đâu? Con tìm con của con để lên trên nha bác tài. Con to xuống dưới nó mới chín. Bỏ vô nồi nha mọi người. Không biết nó ở đâu luôn. Quay đi đâu vậy? Bỏ đâu ra bên. Này. Hết. Lấy cái càng nè. Nhìn cái nồi đã. Cho một xíu nước dừa cho nó ngọt. Mình sẽ trộn nước dừa nha mọi người, nhưng mà mình chỉ một xíu thôi, cua thì nó tự ra nước. Chứ còn cua thì nó ở dưới biển nên nó cũng ngọt rồi, nhưng mà mọi người không bỏ muối nha. Nó có cái đồ quét. Quét nó mới ngọt. Đó, khi mà mình giữ màu cua thì khi mà nó đỏ mọi người ấy, cái quét mình quét dầu ăn lên mai nó thì nó sẽ giữ được cái màu rất là đẹp. Cua thì khoảng 15 phút là chín nha mọi người. Thời điểm này nếu mà muốn đẹp mình lấy dầu ăn, mình lấy cái cọ mình quét đi. Nó thành giống y xì như cua của dì Ba luôn đó mọi người. Rất là hấp dẫn. Này 4kg cua. 4kg á. Mình được khoảng 15 phút là chín. Đấy, giờ này mình quét dầu ăn lên nữa, nó giống y như màu của cô dì Ba luôn nha mọi người. Đấy, rất là thơm ngon, hấp dẫn. Chín rồi nha mọi người. Một đây là, vô, cái màu nó đã không? Bao đẹp. Như cô dì Ba luôn, không khác gì hết. Quá hấp dẫn. Úi dồi ôi. Đấy. Màu đẹp luôn này cả nhà. Đó mọi người làm vậy. Nếu cái này mà muốn đẹp là kết vô. Quá hấp dẫn. 4kg. 4kg cua. 5kg còn 1kg. 4kg cua. Mua 5kg mà mọi người bị dây hết, bị dây hết ký à. Màu bao đẹp luôn. Như cua dì Ba luôn, không khác tí nào. Bì đây, ước gì đẹp đấy bì nhỉ. Ủa đúng đấy, mày ăn ba nói một cái càng còn tí mà là mất cái càng của nó. Mới được một con mà. Ăn cái càng của không vừa rồi. Thôi lấy cho mình ăn ra đi. Ê. Đấy, mọi người làm như vậy là cua nó màu rất đẹp nha. Mời cả nhà dùng cua. Cua.
rất là đẹp, rất là hấp dẫn theo phong cách của dì Ba Sài Gòn. Quá hấp dẫn. Mời cả nhà cùng dùng cua nhé. Mọi người xem con cua nó có chắc không nha. Cái càng này. Hôm qua đi ăn lúc đấy hả? Con đi ngủ 11 giờ đêm chưa về. Lại giận thì thịt quá, rất nhiều. Lúc đi con không đoạn này, đi làm gì nữa? Rất là mà chịu nói. Được, ok. Vẫn đi. Nè, con cua này cả nhà. Đấy. Cho mẹ cũng thịt nào. Xin mời cả nhà nhá. Đây, dũng sĩ Diệp Mồi. À, đẹp trai phong độ nhá. Cao 1m8, nặng 6-70kg. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, mọi người đây cháu Vân nhá, mọi người cần thì liên hệ cho số điện thoại Zalo, Facebook luôn. Không được đâu. Chưa có người yêu. Hôm nay thì cua thì cũng rất là chắc, và cái cắt luộc như vậy thì cái màu sắc và cái mùi của nó rất là thơm ngon nha mọi người. Mọi người cũng làm thử giống mình xem nha cả nhà. Đó, đó mọi người thấy không, con cua rất là chắc này, nhìn rất là hấp dẫn. Nếu thấy hay hãy bấm like, đăng ký và ủng hộ cho kênh của mình nhé mọi người. Bye bye mọi người, và hẹn gặp mọi người những video hấp dẫn tiếp theo nhé mọi người. Bye bye.